Quý thính giả thân mến, kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện cổ tích Lọ Lem Xanh. Có một cô gái tên là Lọ Lem Xanh. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ cùng với mẹ kế và hai chị em kế. Lọ Lem Xanh là người tốt bụng và luôn vui vẻ, nhưng cô phải chịu đựng sự ngược đãi từ mẹ kế và hai chị em kế. Một ngày nọ, trong làng tổ chức một buổi tiệc hoàng gia. Tất cả các cô gái trong làng đều được mời đến, nhưng Lọ Lem Xanh bị cấm không được tham dự. Cô cảm thấy buồn bã và không thể chịu đựng nữa. Nhưng may mắn thay, một bà tiên xuất hiện và biết về trạng thái của cô. Bà tiên biến Lọ Lem Xanh thành một cô gái xinh đẹp với một bộ váy xanh rực rỡ và một đôi giày thủy tinh. Cô được bà tiên cảnh báo rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ vào lúc nửa đêm và cô phải rời khỏi tiệc trước thời điểm đó. Khi Lọ Lem Xanh xuất hiện tại buổi tiệc, tất cả mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Hoàng tử, người chỉ định làm chủ tiệc, cũng không thể rời mắt khỏi cô. Hai người đã trò chuyện và cả hai đều cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với nhau. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, Lọ Lem Xanh nhớ lời cảnh báo của bà tiên và phải rời khỏi buổi tiệc. Trong sự vội vã, cô để lại một chiếc giày thủy tinh trên cầu thang. Hoàng tử quyết định tìm ra chủ nhân của chiếc giày thủy tinh và đích thân đi từng ngôi nhà để tìm cô gái mà cô giày thuộc về. Cuối cùng, anh đến nhà Lọ Lem Xanh và phát hiện ra rằng cô là người mà anh đã tìm kiếm. Hoàng tử và Lọ Lem Xanh trở thành đôi tình nhân và cuộc sống của họ thay đổi từ đó. Lọ Lem Xanh không còn phải chịu đựng sự ngược đãi nữa và có một tương lai tươi sáng bên hoàng tử. Chuyện Lọ Lem Xanh kể về sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và niềm tin vào tình yêu. Nó mang thông điệp về việc đối xử tốt với những người xung quanh và hy vọng rằng sẽ luôn có một hạnh phúc đang chờ đợi mọi người.